您好，你编号几号？他编号586。你去过台湾了吗？还没过台湾去啊。有没去？他们也有去过。在台湾你有亲戚朋友吗？还没和他们买来乱说。有没碰过？他没有。你会抽烟抽割脚吗？还没碰过红脚风。有没碰别的？他不会。目前在越南你做什么工作？现在还能拿工作机。em làm công nhân ạ. Ta đang công rồi. Ừ. Cái cái xin sở sư tôi sao? Một tháng lương của em là bao nhiêu? Dạ, một tháng là 3 triệu ạ. Ta xin sở ta ba 150 khoai mẻ chi. Ừ. Lại Thái Quan công chua còn xin khổ thì sao tới lẻo mà? Đến này đang làm việc rất là bất đại, không chịu được không? Dạ, em chịu được ạ. Ta sao tới lẻo? Ừ. Nếu của khu chủ yêu chứa thì phê khớ cha ba, thì nguyên ý mà? Nếu chủ yêu cầu em tăng can, có đồng ý không? Dạ, em đồng ý ạ. Ta nguyên ý. Tới 今天面试的工作你还有什么问题要问吗？那那访问，那关门的跟我说。有没空啊？他没有问题。你都清楚了吗？那没有找对去。有没有啊？他清楚了。今天你回答的问题你要老实确实，不能欺骗，你知道吗？你刚才来过，那那那肯定是中途出了门，昨天可以有空。有没有？他了解了。嗯，现在请你起来提沙包。那个，你不在背包吗？来，开始。好的。一、二、三、四、五。